Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 với những thông tin đáng chú ý về bóng đá Việt Nam của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì một sếp của VFF lên tiếng khẳng định là VFF sẽ hỗ trợ cho Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh nhập tịch. Như tất cả chúng ta đã biết vừa qua thì câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn thành bản hợp đồng rất đáng chú ý mang tên Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh. Việc ngôi sao Việt kiều Pháp này chọn Việt Nam là bến đỗ tiếp theo cho thấy anh muốn cống hiến cho quê hương thứ hai của mình trong tương lai không xa. Hiện tại thì Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh chưa có quốc tịch Việt Nam và phía VFF khẳng định sẽ hỗ trợ mọi khả năng để giúp cho cầu thủ này kịp dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam vào đầu tháng 12. Nếu muốn nhập tịch thành công thì cần phải làm đúng theo quy định và pháp luật Việt Nam, như trường hợp của Nguyễn Philip vừa qua. Để nhập tịch được thì đầu tiên phải xuất phát từ phía câu lạc bộ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ với mọi khả năng để cùng câu lạc bộ nhập tịch cho các cầu thủ. Tuy vậy, VFF và câu lạc bộ không phải là đơn vị quyết định việc nhập tịch mà còn liên quan đến nhiều thủ tục hành chính và giấy tờ khác. Thời gian tới là gấp rút, tôi cũng hy vọng là sẽ kịp nhập tịch cho Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh. Đó là chia sẻ của ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF về trường hợp của Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh. Như các bạn đã biết, Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh là cầu thủ sinh năm 1997, có cha là người Pháp và mẹ là người Việt. Vị trí sở trường của anh là hậu vệ trái. Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh được đào tạo và ăn tập tại Pháp, từng góp mặt trên đội tuyển U16 và U18 Pháp. Anh từng có khoảng thời gian thi đấu ở New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ trước khi quay trở về Pháp thi đấu ở League 2 trong màu áo câu lạc bộ Quivoli. Đến Việt Nam lần này, Gia Sơn Bê Đăng Quang Vinh cũng bày tỏ mong muốn được nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi muốn đến đây, tôi luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và đó là nơi mẹ tôi sinh ra. Tôi luôn muốn nỗ lực vì quê hương của mình. Điều quan trọng với tôi vào lúc này, nỗ lực cho hiện tại và chưa nghĩ quá nhiều đến tương lai. Tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt nhanh nhất có thể để hòa nhập với đồng đội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến, hay xa hơn nữa là có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây thì VFF cũng đã có những chia sẻ về trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Nga. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 tới U20 Việt Nam sẽ bước vào nhiệm vụ quan trọng tại vòng loại U20 châu Á 2025 trên sân nhà. Thầy trò ông Hứa Hiển Vinh được đặt chỉ tiêu giành tấm vé góp mặt ở vòng chung kết. Để có sự chuẩn bị tốt cho sân chơi châu lục, U20 Việt Nam có những chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu chất lượng. Mới đây, quân xanh rất mạnh được mời sang giao hữu là đại diện châu Âu U20 Nga. Việc được cọ sát với đội tuyển mạnh như là U20 Nga hứa hẹn là mang về những trải nghiệm bổ ích cho U20 Việt Nam. Mới đây thì chia sẻ với báo giới, một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hé lộ về lý do mời U20 Nga sang Việt Nam để thi đấu giao hữu. Cụ thể, ông Trần Anh Tú cho biết, theo kế hoạch, vào ngày 15 tháng 8, U20 Việt Nam sẽ tập trung trở lại. Đội sẽ lên đường sang Nhật tập huấn. Tại đây, chúng ta có những trận đấu giao hữu với đối thủ rất chất lượng. Ngoài ra thì kết thúc đợt tập huấn, U20 Việt Nam dự kiến có 2 trận đấu nội bộ với U20 Nga ở Hà Nội. Cần nói thêm rằng là ở bảng đấu tại vòng loại U20 châu Á, đối thủ khó chịu nhất với chúng ta sẽ là Syria. Vì vậy mà VFF muốn U20 Việt Nam gặp các đội mạnh hơn so với Syria trước khi bước vào giải chính thức. Từ đó thì đội tích lũy thêm kinh nghiệm, thêm bản lĩnh để có kết quả tốt ở vòng loại, qua đó hướng đến tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2025. VFF cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc để sân Lạch Tray thành nơi diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại. Lãnh đạo của VFF cũng chia sẻ thêm về công tác ở các đội tuyển trẻ. Bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Trước đó thì lứa cầu thủ từng giành vé dự U20 World Cup 2017 hay là ngôi Á quân U23 châu Á hồi năm 2018 đã đóng góp nhiều vào kết quả của đội tuyển quốc gia. Thời gian qua, chúng ta đang chuyển giao sang một thế hệ mới. Kết quả đó là một chút hụt hẫng. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng lên kế hoạch với việc tập trung bồi dưỡng cho các huấn luyện viên đào tạo trẻ ở cấp câu lạc bộ. Cụ thể thì mỗi câu lạc bộ có thể đề cử từ 1 đến 2 huấn luyện viên phụ trách đào tạo trẻ. Giám đốc kỹ thuật của VFF sẽ tổ chức các đợt tập huấn để nâng cao trình độ. Đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi từ chuyển biến mạnh mẽ ở V-League. Các bạn thân mến, có khá nhiều đội đầu tư mạnh trước thềm V-League 2024-2025. Điều này vô tình giúp cho tuyển quốc gia Việt Nam được hưởng lợi. Bởi thực tế là phong độ của các tuyển thủ quốc gia hứa hẹn là sẽ tốt lên nhờ cuộc đua này.
Tại V-League 2024-2025, đương kim vô địch Nam Định chắc chắn là họ sẽ muốn bảo vệ danh hiệu đã đạt được ở mùa giải trước. Các đội đứng phía sau Nam Định ở mùa giải vừa rồi cũng quyết tâm xoán ngôi. Số này có hai đội giàu truyền thống là Hà Nội FC và Thể Câu Viettel cùng có 6 lần vô địch quốc gia. Đội vô địch giải đấu năm 2023 là Công an Hà Nội cùng cái tên đầy bất ngờ Bình Dương. Công an Hà Nội đã chiêu mộ Trần Đình Trọng và hậu vệ Việt Kiều ra sân bên em Quang Vinh. Đây đều là những cái tên chất lượng, họ kết hợp với lực lượng vốn có đã rất tinh nhuệ của Hà Nội. Hứa hẹn sẽ giúp cho đội bóng này thi đấu tốt hơn so với mùa giải trước. Trong khi đó, đội bóng giàu truyền thống Bình Dương, 4 lần vô địch V-League, dường như là cũng đang muốn quay trở lại sau thời gian dài rời xa các danh hiệu đỉnh cao. Bình Dương đưa về ông Hoàng Anh Tuấn, giám đốc kỹ thuật UNGD, các cầu thủ Hồ Tấn Tài, Ngô Thục Quốc, Nghiêm Xuân Tú giúp họ gần như là lột xác so với chính mình ở mùa giải trước. Với mức đầu tư và với lực lượng này, Bình Dương của ông Hoàng Anh Tuấn chỉ thi đấu cầm chừng như những mùa trước thì có lẽ lãnh đạo của Bình Dương không hài lòng. Có ít nhất 5 đội thể hiện tham vọng xưng vương tại V-League tới đây, ít nhất là qua cách đầu tư của những đội này, bao gồm Nam Định, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Bình Dương. Chưa kể là các đội không hề yếu, chúng ta có thể kể ra như Hải Phòng, Thanh Hóa, luôn sẵn sàng thách thức các ông lớn. V-League 2024-25 hứa hẹn là rất sôi động, giàu tính cạnh tranh. Sự cạnh tranh gắt gao tại đấu trường V-League sẽ giúp cho đội tuyển quốc gia được hưởng lợi trước AFF Cup. Hầu hết các tuyển thủ hoặc là những người nhiều khả năng được khoác áo đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á đều đang khoác áo các câu lạc bộ trong nhóm đầu. Chúng ta có thể kể ra có Việt Anh, Quang Hải, Văn Thanh, Nguyễn Philip, Đình Trọng ra sân với Nam Quang Vinh của Công an Hà Nội, Duy Mạnh, Thành Trung, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Văn Trường, Văn Tùng của Hà Nội FC, Tiến Linh, Tấn Tài, Quế Ngọc Hải của Bình Dương, Tuấn Anh, Văn Toàn của Nam Định, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến, Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang của Thể Công Viettel. Chắc chắn những trận đấu căng thẳng và rực lửa để cạnh tranh ngôi vô địch tại V-League sắp diễn ra tới đây chính là chất xúc tác không thể tốt hơn để cho các ngôi sao kể trên có thể cải thiện phong độ và nằm nóng cho bản thân trước thềm bước vào ASEAN Championship 2024, tên gọi mới của AFF Cup. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.